có mong có mấy ngày thôi. Tỉnh hơi mấy cái hàng hài đây âm thanh mà. Đây âm thanh mà kia là hiệu ứng. À đấy bài hát. Effect là âm thanh. Đấy, cho mọi người nhạc thời sức rồi vào, nghe luôn. Bạch quyền đây. Nếu mà em với anh có 100 nghìn, anh có 100 nghìn anh chia cho em. Anh ngồi gì em chi phí gì nào. Thế nên là chi phí gì? Chưa. Dỗi em. Dỗi. Chị Hương bắt nét kinh nhỉ. Đánh cái này. Đánh đủ thay đổi rồi. Lừa đấy, bỏ ra để chị Hạnh cho vào đấy.